Mày xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tư Tèo Vlog. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe và luôn bình an. Hôm nay tiếp tục ông xã mình sẽ cuốn nền xung quanh cả nhà. Ông xã mình thì sáng hai chồng cũng căng thỉ hết trơn, xong rồi mình căng dây. Xong rồi ông xã mình sẽ lấy đá để lót ở dưới nè. Giống như ngày hôm qua mình làm cái nền bếp vậy đó cả nhà. Cái đầu làm theo canh thủy cả nhà. Cái đầu này cao hơn đầu đắng. Cái đầu nó thấp hơn là 1,5 tấc. Đầu này thấp nó 1 tấc à. Canh thủy mình căng dây á, nó lấy cái nền nó cho nó bằng á. Thấp nền này 5 cm. Này để đá xong rồi mình xây gạch lên, trộn hồ xây gạch lên vòng vòng hết. Để khoảng chừng ngày mơi chắc cứng anh ha. Cuốn nền gì 2-3 bữa cho nó cứng rồi mình đổ cát vô. Cái phần này mình làm trước nè cả nhà. Làm trước để cho xung quanh nó cứng á, thì mình mới nếu mình đào đất cũng được, hoặc là mình mua cát lát mình lắp lên cái nền cũng được. Kìa. Hả? Là quay cái bếp bình thường. Quay bếp bình thường hả? Nãy còn miếng sơn của ông khối. Sơn luôn. Rồi hết hả? Đèn ơi. Đây ông xã ngồi sơn cái ống khói nữa cả nhà hả? Em quay ở ngoài cho cả nhà coi cái ống khói ngoài. Chỉ ở ngoài vết. Cái đây thì cái ống khói cũ nha. Ông xã ngồi cũng nhặt được rồi, xong rồi cắt xong rồi nối thêm cái co đó cả nhà. Mình mua chỉ có cái co thôi, mình thụt ra nó hơi ngắn nè, cái gió nó sẽ lòn vô được nữa, nên ông xã mình cắt cái ống cũ thì gáp vô đặng cho nó lò khói ra ngoài luôn, nó không có vô tấp vô cái nhà mình. Ủa anh ơi, hết nước sơn hả? Trời ơi. Tiền nữa chắc cũng phải mua nữa ha. Mỗi lần dư cái xịt vô cũng được cái bếp cái nha. Ở phần dưới nè, phần dưới cũng trắng rồi nè. Thì cũng dự định là cuốn nền lót gạch, xong rồi ở phía đó cả nhà. Ông xã cũng dự định là hàng cái lan can á, cái lan can dòng thành này nè, chứ không có viền vách nha, để cho nó để xung quanh sáng sủa nè. Có cô chú anh chị hỏi là có dừng không, dừng sẽ mưa tạt. Thì nếu mình dừng rồi á, nhìn nó không đẹp cái nha. Dừng thì dừng cái phạm vi của nhà bếp thôi. Còn khúc này thì nữa đào cắn này đào cuốn nền xong phải không? Đào hàng cái lan can cao lên gì nè, dòng hết rồi cái phản này nữa làm gẹp. Có mưa mình, xin... mình lùa gẹp mà nó mới tạt vô. Ê, dù nắng mình đẩy gẹp ra. Rồi cũng suy nghĩ rồi ở nhà nữa, hàng đố á, mình làm phen á, đẩy qua đẩy lại à. Làm dừng á thì Nguyệt sợ che bít khung cảnh xung quanh đó cả nhà. Thì dự định của hai chồng là sẽ trồng bông vòng vòng nè, với lại khung đó mình sẽ trồng những cái gì mà như là đậu bắp hay là trồng rau cải gì đó cả nhà. Xung quanh trời đặng cho nó xanh đẹp mà thêm để có rau cải mình ăn nữa. Mình làm lan can nữa nha, đợi là mình có chỗ mình ngồi luôn. Lan can này nóng cảnh. Thì để tương lai có cô chú anh chị nào ghé đông cũng có chỗ ngồi nữa. Cái lan can cũng vậy chứ cũng tiện quá nha, không cần ngồi ghế gì nữa. Nữa là làm bề ngang tắt cả, cái lan can tắt bằng nửa cục gạch này vậy nè. Cao vậy đó hả? Chắc tại mình chưa cuốn nền mình thấy cao ha. Cuốn nền mình làm trên cuốn nền. Nó vậy đó lại mình ngồi lan can rồi sáng cũng cảnh đâu. Ở đây thì cả nhà mình chắc thấy cái bếp này chắc cũng cao ha cả nhà, tại vì ông xã mình cũng chưa nâng nền nha. Nâng nền lên là cao hơn cái miếng gạch mình xây đó. Là
là nó sẽ vừa lại. Mà thời kỳ heo cái nhà nữa là cái nền mình đã thấy nhiêu à, cái cục gạch với nửa cục này nè, nó nằm lên tới đây luôn nè đó, mình làm cái nền này là cái chân này nó vừa lại à, chứ nó không có cao. Đất có nhiều đây lắp lên nè cả nhà, xong mình nặng cái là mình sẽ lắp cát cái nền này làm thì cái trò việc làm thì cũng vừa, không có bự mà cũng không nhỏ, tại vì anh chị cũng nói sao làm hơi nhỏ mà làm nhiều mình sẽ lắp nặng rồi thêm té thêm chi phí nữa. Vậy là được rồi cả nhà. Ở đây cũng gọi là túp lều lý tưởng rồi đó. Sáng gào nhúc bò ra đọt quá trời anh. Có mưa làm gần gần cái mát mình. Phao. Phao trắng phiếu luôn. Nước dưới mương nó hơi đen là tại vì ở phía đó gà muống dưới mương nó ta xịt cỏ nó chết rồi cả nhà. Cho nên nó bị đen, đen hơi bị xì nước vô hơi bị đen. Nước gà muống. Đất xì mỏi á, đất thưa rồi, đất cái bẩn anh mới đắp đó, chưa dẻ hẳn. Này gắn cuốn cái nào cho rồi luôn. Ở đây thì mình cũng mới mua thêm 80 cục gạch cả nhà để mình cuốn nền vòng quanh ha, với thêm 10 bao xi măng nè, nữa mình có chán nền luôn. Cán nào chứ đường đi xe này chắc chở hết gạch vô luôn quá, hết luôn á, hết đâu chắc, hết luôn chắc, ném là hết luôn rồi. Bây giờ vào bếp chuẩn bị làm cơm ăn cả nhà. Chào cả nhà. Sáng thì Nguyệt cũng có mua được một con vịt sim nè. Mình sẽ kho gừng nha. Đây gừng. Này Nguyệt mua thêm sườn heo ha để mình hầm. Nguyệt hầm củ cải nè, với bắp cải. Cải này cải gì hả Dung? Cải này cải hồng xôi con. Không. Bắp đỡ cải bắp Đà Lạt. Dạ, yeah, cái Đà Lạt á. Sôi là nó không có bắp, nó dúng, cái bẹ nó dúng không à. Dạ. Yeah. Cái bẹ nhúng. Hôm nay thì mình sẽ bồi dưỡng gia đình một con vịt nè, với hầm sườn nữa cả nhà. Hôm nay thì hai bé đi ngoại chơi nữa rồi. Chút xíu nữa hai bé sẽ về. Ở nhà bà nội làm mình. Đi làm gì hai à. Thì Nguyệt cũng gác máy để rửa vịt lại xong rồi mình chặt lại đang mình làm cơm ăn nha cả nhà. Nguyệt mời cả nhà vào bếp để làm cơm với hai mẹ con Nguyệt nha. Ở đây thì hôm sáng Nguyệt cũng trộn hột, ghém xuống nền xong rồi sẽ xay gạch lên. Này thấy chắc hồ điêu luyện rồi đó cả nhà. Chắc là tối cũng lên mạng học chét chét nè. Hả? Cũng nghiên cứu chứ. Học lớn không cả nhà. Nhưng mà được có một cái dòm mà làm theo được. Dòm canh điêu luyện chứ nha. Nói chơi cái bữa mấy ông thợ làm hàng rào với anh cũng dọn để ý gì lắm. Với lại có cục à. Dễ gắn. Giờ anh đặt miếng dầu lên mình xào vịt á, xào gừng. Miếng tỏi phi với gừng thò chỉa thon để vịt vô nước
thơm được ha. Rừng thì nó thơm được rồi, khỏi dạng đâu. Nó tâm vàng. Dịch. Còn dịch thì nhiều quá trời ha. Tới làm ăn hết ngày luôn cả nhà. Tại mất công chuyện đó. Thấy con dịch bán cũng ngon, mua hết con con luôn về xào rừng. Để chiều khỏi làm ăn. Đã cắt trên 2 kg. Có 2,5 kg vậy. Ừ, dạ, đường, muối, hạt thêm một ngọt. Cho ra miếng nước này. Cái dịch nó cũng thấm gia vị mình cho nước vô ha cho nó mềm rất nhiều nước cho nó mềm. Mình bắt nước nặng hầm, nó cũng sôi rồi. Để gia vị vô. Muối, hạt nêm, bột ngọt, ít đường. Dịch với sườn, sườn heo. Giờ dịch thủ ngậm được nha, mình để cà rốt chứ không cải vô. Một cái lá sườn mình để sao. Nãy giờ hai mẹ con đang làm trong bếp, giờ ra nghiệm thu coi ông thợ làm được tới đâu rồi cả nhà. Qua wow. Xe nhìn cũng thẳng quá ha. Dây phải thẳng. Không phải tay nghề cao đâu cả nhà, phần lớn là nhờ căng dây nha. Nếu mà anh thợ nào mà mới tập chuẩn bị ra nghề thì làm như trời nha. Mình mới học thì mình căng dây đây, nó sẽ thẳng hả? Nó không bị trong trên chỗ thấp chỗ cao. Quá trời đẹp luôn. Cố gắng làm cho đẹp đẹp anh. Anh ơi, có khi nào sau này anh cũng làm thợ hồ luôn không? Xây lên bức tường cao luôn không? Không, mình tập vậy đó, khi nào mình thất nghiệp á, cái ai kêu gì bằng đó. Ví dụ mà mới đầu nè, xây chuồng bò, chuồng heo gì đó, từ từ mới lên ha. Nãy giờ có đổ xăng chưa? Mới đổ. Vậy hả? Giờ này mà không đổ xăng là chết à. Chạy không nổi đâu. Này à, có cái chòi lá, ngồi trong chòi lá xây là cũng nóng nè. Hơn mấy anh thợ chánh rồi đó. Mấy anh thợ chánh là giờ người ta dằn nắng. Dằn nắng mà nhiều khi lên mấy cái dằn giáo. Nhà cất mà lợp nhà xong rồi khỏe ha. Nhưng mà mấy anh thợ hồ ta làm chuyên nghiệp thì đối với ta nắng thì cũng coi như bình thường, mỗi ngày như mỗi ngày cả nhà. Ngày nào ta cũng tiếp xúc với nắng. Giống như là cái da đã có một lớp chống nắng. bị chai nắng. Rồi hết dòng hền mới cho ăn cơm nha. Hết dòng hền này chắc xỉu đây luôn á. Tới đây là hơn nữa hả? Tới cột này là hơn nữa nè. Hơn nữa là sao? Tính luôn cái bếp hả? Không tính là sáng giờ. Sáng giờ hả? Em thấy vậy được phân nửa hả gì à? Đây nè, để em tính cho em khoảng 3 mét nè. 3,5 m, 4,5 m phải không? 5,5 m nè. 6 m. 5,5 m nè, 7,5 m. Đây 1,5 m nè, 9 m. Phải không? 9 m này 3 m nè. 3 m đó, 3 m có 6 m à. Giáp rồi. Phải không?
Ở đây 3 mét. Ở khung này 3 mét là 6 mét. Khung đó 1 mét rưỡi, 2 khung 3 mét. Cái đó 9 mét, nó 3 mét nên là 9 mét. Đúng không? Ý là nó xây tới đây là hơn một nửa rồi. Trời chưa xây nó tính rồi. Trời. Tính gì ăn gian gì trời. Anh nói xây tới đó là hơn một nửa rồi. Ủa mà chưa xây. Mới có đắp đắp hồ thôi cả nhà, nhưng mà tính được 3 mét rồi nha. Tính sợ chủ nhà bỏ cơm cho ăn vậy tính dữ. Thôi cả gót dưới cái cọng nó cũng mềm ấy, mình để cái lá vô. Để lá vô xe qua xe lợi thì nhắc xuống ăn đó. Cái lá nó màu. Cái lá này mình cũng chấm nước cá ăn sống được nè. Cải. Bữa nay bầu dưỡng cho ông thợ cả nhà ơi. Ông thợ mà từ sáng tới giờ ngoài. Bé Út mới đi ngoại về. Chơi vui không? Giờ mình để gốc hầm với lá sắp nhuyễn với ngồi ghế vô luôn. Múc cái ăn chưa. Ở đây thì em xã cũng đang sắp đá cả nhà. Nấu cơm vừa xong thì định ăn thì trời mưa, chút xíu nữa ăn luôn. Mưa thì quay nó hơi ồn á cả nhà. Ở Quỳ Thí Quỳ đi ngoại cũng mới về. Rửa tay ăn cơm anh. Nấu đi con coi chừng dắp con dây nha. Cha căng dây thấy không? Trời mưa. Mưa mát nha. Anh bên đó trống anh. Hồi sáng em đi chợ Đại Ngãi ở phía đó đó cả nhà. Thì mưa nha, nhưng mà về gần tới nhà không có miếng mưa nào hết trơn. Hiện tại giờ thì đây mưa, nhưng mà ngoài phía đó trống chắc ở đó không có mưa đó. Không chia nhà mưa sáng chia khúc với mưa khúc dưới giờ mưa khúc trên. Dạ, bây giờ bữa cơm thì cũng đã xong. Thì mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình nha. Chào cả nhà. Anh hai chị hai thì nghe Tèo làm cái lo cho bò xong rồi cho thính phụ cả nhà vô ngay dọn cơm thì mời anh hai chị hai ăn chung luôn. Thì ăn xong anh hai cũng phụ tiếp Tèo xây cái cuốn nền cho gọi luôn. Rồi, thì mời cả nhà ăn cùng gia đình nha. Việc mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Việt nha. Mời cả nhà dùng cơm nghe. Mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình của mẹ luôn. Cho mời cái gì định cơm mời chú. Cho mời cái gì định mời chú. Mày chán hết. Này hai món. Đầy chén luôn. Thịt này mà nói ăn được. Rồi mời cô chú anh chị ăn cơm. Gắp cánh cho mình. Gia đình của mình. Gắp cánh mày gắp thịt. Chí tim nè. Rồi gắp cánh nha. Chí tim nè. Bỏ quá. Nó nói gì để cho bà nội hồi bà nội ăn. Mà cả nhà nghe ăn vịt xào gừng. Được, mời cả nhà ăn vịt xào gừng nha. Con nồi không no rồi, đầy chén luôn. Đây là một cái cánh con, có một cái cánh. Tranh thủ vô mà không kịp à. Em làm cũng chưa rồi đâu, ăn xong rồi làm nữa. À, sáng giờ xay mới được phân nửa. Cứng cứng phân nửa một chút. Từ từ nhé. Bọc đi đây đó, bọc qua. Bọc cái bếp. Nữa chắc dục đất dùng mới với cát mới nữa. Cái trời nhìn thấy nó cao ráo, nhìn thấy thoáng mát. Nâng cái nền lên đó. Nâng lên thấy nó vừa. Giờ nhìn hơi hiu. Hơi hiu không? À. Cái bếp mình nhìn thấy cao không? Nâng lên nữa.
nâng lên một tấc rưỡi đó, cái nền lên một tấc rưỡi. Cái bếp này mua mà làm cái kiểu đẹp quá ha. Thì cũng có cô chú anh chị hỏi là cái lò đó thầy mua nhiêu, thì người ta bán là nguyên cái bếp với người ta tặng hai cái ống khói giữa đó là 680 không em, với mua thêm cái co ở trên là 50 ngàn, là thể là 730 ngàn. Cũng được ha, nhưng mình theo như mình làm mình cũng phải mua gạch xi măng đầu này làm nó có khuôn. Nếu mà xây á, xây thì xây chắc cũng được cả nhà, nhưng mà có một cái thời gian bỏ khá lâu lắm. Nếu mình không biết làm á là cả 2-3 ngày mới có gạch. 2 ngày mới tốn khoảng 600 ngàn. 600 ngàn thì thợ thôi mua luôn. Nhưng mà muốn thợ thì cái ống đó mình phải mua nha, hai cái ống khối đó mình mua. Hai ống khối mình mua là cũng cả 100 ngàn á, rẻ đâu. Ta... nếu mình xây nhà là cả triệu quả chưa đủ nữa đó, mướn thợ rồi đó. Đó có khuôn ta làm á, có cái khuôn khuôn ta đổ, có cái khuôn ta đổ bóng. Ta chỉ ăn nôn mà. Cái lông dịch là vừa ngon ha, ăn đi. Dạ. Vú làm vừa ăn hết dịch mặn ấy chứ mà. Vú đâu hả? Dạ, vừng nặng. Vú ngon đó. Hầm rồi cũng ngon. Em là vú ngon. Má ăn nhiều rồi là mới có chức rồi. Cái hai nhiều mà có sức khỏe nó bỏ mồi quá trời mồi. Ăn đi. Cục này chưa hết nữa, bỏ cục khác nữa. Chứ ông hai ăn nặng nữa có sức làm. Ngồi trong hồ quá. Giỏi sức làm tiếp cho con. Cho bác hai thịt đó chắc đổi công mần quá. Mua chùa bác hai. Chắc cho cha kìa trẻ. Lựa cha cũng cổ đó. Đang lựa bác hai. Ngày món ruột của cha. Cảm ơn gái nè. Rồi cho mai đi ăn cơm nha. Hả Diệu? Cha con không có sao. Cha nó không có mang gái nha. Vậy hả? Cha thích ăn từng cổ hả? Ủa mẹ thích ăn nè. Vậy con gà em thích ăn cổ à? Ngay ngon. Thấm cái vậy hả? Có nhân xương như da. Đâu đó, nó bỏ thì mình cái kia ta ăn hết luôn. Anh hai nào cắt cái càng ngoài nào cắt cho anh hai ra anh tiếp. Qua đám cưới bằng Nam luôn. Qua đám cưới, cho luôn. Đám cưới được không? Nó quay tới rồi. Cũng đâu có mấy ngày nữa đâu tới đám cưới à? Ừ. Năm rồi tới. Mới mới đó nói 1 tháng tới giờ còn có mấy ngày nữa. Có chuẩn bị bộ đồ nào chưa? Chưa. Để mời mốt mày dắt đi mua đầm nha. Quá trời ha, nhiều đấy. Đầm được cái chọn ngoài này nó mát nha, ở trong cổng chứ khác. Chắc chưa quay nữa. Ngày sáng. Vừa ăn gì nóng cảnh nữa nè. Không được ăn cơm má. Tại nó ăn nó thấp, nóng quá chứ phải nóng. Nó cao nó cũng khó. Thấp mà tôn cũ nóng quá. Dạ không có gió, không có gió lùi vậy. Ở đây xung quanh là có mấy cây bưởi. Mấy cây bưởi của ba chầm trái quá trời. Cái bưởi năm luôn. Ủa bưởi trái qua năm luôn ha. Trái tốt lắm. Em đâu thấy người ta trồng trái qua năm đâu ta. Sao bưởi của ba chồng trái qua năm luôn à. Thấy lúc nào cũng có trái vậy. Trái bưởi. Này lấy bọc bọc. Nó ngay đúng đó. Lấy bọc gì bọc. Bọc đó cho nè, lấy con đúc. Con vườn xích, nó đúc cái xì mũ cái rụng. Nên tay trái có mùa mà có ba chồng ừ. Sau khi ăn cơm xong, giờ anh hai tiếp một tay cả nhà ơi, xây cho xong. Chị hai thì phụ gạch. Ông xã Nguyệt xây đằng kia. Mấy anh em giúp nhau làm hơi cho rồi. Xong rồi đi cắt cỏ cho bò ăn. Xong rồi chị ăn nói là căng dây cái thẳng gan luôn ha. Đẹp không bá hai? Đẹp. Hôm nãy bữa hổm xoay cái phòng ốc nhí đó. Anh Sáu anh căng dây hết trơn. Ở trên dưới căng dây hết trơn. Xây tường như ta căng căng gốc luôn á. Ta bỏ một lò căng gốc. Căng gốc trên dưới. Phòng ốc nhí là anh Chiến biết xây luôn á. Dạ. Lên thợ luôn hả?
hai người xây chắc mau hơn người nè. Trộn một mẻ hồ xong mình đắp ở dưới chân, xong rồi trộn mẻ thứ hai nó xây nè cả nhà. Cái nền thì chồng lên cái gạch, rồi sau mình lót gạch một cái nữa. Như là nửa cái bếp nhà vừa luôn rồi chứ không có cao. Ừ. Hiện tại giờ thấy nó hơi hiu nè. Cái mà gạch bếp này đẹp nha, nó đỏ mà nó bóc. Ừ. Giống gạch tàu nha. Cái màu gạch tàu. Nhưng mà nó là gạch men. Men ha. Nhìn nó cũng muốn tiệp tiệp với cột kìa. À, cột này thì sơn màu nho hả? Nho đậm. Gạch bây giờ là ra loại đẹp đẹp không ha. Hôm nay thì chỉ xây gọi là cuốn nền ha. Chỉ xây vòng quanh để cuốn nền rồi để đó khoảng chừng 2 ngày nữa cho nó cứng rồi mình mới đổ cát vô được cả nhà. Được sự trợ giúp của anh hai chị hai cho nên mới gọi sớm nè. Thì xong rồi làm xong rồi hai anh em cũng đi ra cắt cỏ rồi lo cho bò. Cảm ơn anh hai chị hai nha. Này, hồ luôn, hay, cúp gạch gạch nói vừa không? Nè, cái nói vừa nè. Video thì cũng dài, thì cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay gia đình Nguyệt nha. Nguyệt xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau nha. Về cả nhà. Chào cả nhà.